Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt ngày 21 tháng 7 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Hôm qua, khu vực Bản Kiều đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng về an toàn thi công. Một hộ gia đình ở tầng 17 gần ga metro Sinpu đã nhờ thợ đến lắp máy điều hòa. Không ngờ trong một phút bất cẩn, máy điều hòa đã rơi từ tầng 17 xuống, trúng ngay một nữ sinh viên trường đại học chính trị cũng đang đứng chờ xe buýt bên dưới tòa nhà. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng nữ sinh viên này vẫn không qua khỏi. Toàn bộ sự việc sẽ bị khởi tố theo tội danh vô ý làm chết người. Mặt đất vương vãi nhiều mảnh vỡ tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn gần trạm MRT Sinpu, khu Bản Kiều. Một hộ dân sống ở tầng 17 khu chung cư nhờ thợ đến lắp đặt máy điều hòa loại gắn ở cửa sổ. Thế nhưng chiếc máy nặng gần 30kg rơi thẳng xuống đất, trúng vào đầu của một cô gái khi đó đang cùng chị của mình đợi xe buýt bên dưới. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là sinh viên của trường Đại học Quốc gia Chính trị. Qua điều tra được biết người thợ thi công do không làm đúng quy trình nên mới gây ra tai nạn. Hiện toàn bộ vụ án đã được chuyển giao xử lý với tội vô ý làm chết người. Vụ tai nạn làm dấy lên thảo luận liệu có nên thiết lập khu vực kiểm soát ở phía dưới để đảm bảo an toàn hay không. Qua tìm hiểu của cảnh sát, các doanh nghiệp kinh doanh máy điều hòa cho biết hiện không có quy định bắt buộc. Thế nhưng theo thợ có kinh nghiệm, tốt nhất nên có thêm người đứng ở phía dưới lầu để kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời đối với loại máy lạnh gắn cửa sổ, tốt nhất nên buộc dây vào thân máy để gia cố thêm. Phía chân máy thì phải dùng loại vít âm tường và bắt thêm vít nở tường để tăng khả năng chống đỡ. Sau khi tai nạn xảy ra, Cục Lao động thành phố Tân Bắc đã yêu cầu tạm dừng thi công, đồng thời tiến hành điều tra xem liệu trong quá trình thi công có tuân thủ đúng quy định đảm bảo an toàn hay không. Nếu như vi phạm sẽ bị xử phạt 300.000 đại tệ. Đối với vụ tai nạn này, Văn phòng Thanh tra Lao động thành phố Tân Bắc sau khi điều tra quy trình làm việc, phát hiện đơn vị thi công khi lắp đặt có thể đã không cố định máy chắc chắn nên đã dẫn đến tai nạn xảy ra làm điều hòa rơi xuống. Hôm nay, cảnh sát đã khởi tố người thợ thi công với tội danh vô ý gây chết người và tiến hành các thủ tục tố tụng theo pháp luật. Trước câu hỏi có muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân hay không, thợ thi công gây tai nạn chỉ cúi đầu im lặng. Người này hiện đã được chuyển giao cho phía kiểm sát Tân Bắc khởi tố với tội danh vô ý gây chết người. Quay lại hiện trường vụ tai nạn, người dân đã đến đặt hoa để tưởng niệm nạn nhân xấu số. Vụ tai nạn đã làm dấy lên thảo luận về vấn đề đảm bảo an toàn khi thi công lắp đặt máy điều hòa. Điển hình như các doanh nghiệp bỏ qua một số quy trình thi công để tiết kiệm thời gian, ốc vít được bắt không sát hay như máy khoan khoan quá sâu, tất cả đều có khả năng trở thành mối hiểm họa trong lúc thi công và cả quá trình bảo dưỡng sau này. Hiệp hội Thương mại Thiết bị Điện tử trước đó cũng đã đưa ra quy định đảm bảo an toàn đối với máy đặt ở phía ngoài trời, yêu cầu chủ nhà và bên xây dựng phải lắp thêm lồng sắt hoặc hàng rào bảo vệ để đảm bảo an toàn cho người thi công và cả công tác bảo dưỡng sau này. Nếu như đối phương không đồng ý, thì sẽ từ chối giao dịch để đảm bảo an toàn cho người phụ trách thi công. Sáng nay, cơn bão thứ 5 của năm nay, Dosuri đã được hình thành. Hiện vẫn đang ở mức độ thấp nhưng cường độ sẽ tăng lên. Bão sẽ có thể tiến vào vùng biển phía nam Đài Loan sau khi đi qua đảo Luzon. Cục khí tượng không loại trừ khả năng sẽ đưa ra cảnh báo bão trên biển. Từ thứ Tư đến thứ Năm tuần tới sẽ là thời điểm bão tiến tới gần Đài Loan nhất. Với sự hình thành của cơn bão Dosuri, thời tiết sẽ bắt đầu có sự biến đổi từ tối Chủ nhật. Vòng tròn mây dông bão sẽ ảnh hưởng trước tiên đến khu vực Đông Bán Bộ và Nam Bộ. Trên biển sẽ xuất hiện các đợt sóng dài và trời sẽ đổ mưa. Cục khí tượng không loại trừ khả năng đây là cơn bão đầu tiên gây ảnh hưởng đến Đài Loan trong năm nay. Hiện nay, mô hình dự báo bão của châu Âu và Mỹ xuất hiện sự khác biệt lớn. Phía Mỹ cho rằng rất có thể bão sẽ đi ngang qua vùng biển miền Đông Bắc Đài Loan. Trong khi đó, dự báo của châu Âu thì cho rằng bão sẽ đi qua đảo Luzon và rất có thể sẽ tiến về phía bắc eo biển Đài Loan. Đây cũng là hướng đi của bão mà cục khí tượng cho rằng xác suất xảy ra tương đối cao. Cường độ của bão Dosuri vẫn đang tiếp tục mạnh hơn, xác suất cảnh báo bão trên biển cũng rất cao và không loại trừ khả năng phát cảnh báo bão trên đất liền. Thứ Tư và thứ Năm tuần sau, bão sẽ tiếp cận gần Đài Loan nhất. Khu vực đón bão là từ Nghi Lan hướng Nam và bán đảo Hằng Xuân. Cần làm tốt công tác phòng chống bão.
Kết hôn muộn và chậm sinh con đang trở thành xu hướng của giới trẻ hiện nay. Theo thống kê trong tháng 6 của Bộ Nội chính, độ tuổi kết hôn lần đầu tiên của người Đài Loan trung bình là 31,7 tuổi. Một lần nữa lại thiết lập kỷ lục mới, tăng 1 tuổi so với 10 năm trước. Hiện nay, Đào Viên và Tân Trúc là hai thành phố duy nhất ở Đài Loan là có chính sách trợ cấp đông lạnh trứng. Cô dâu nở nụ cười hạnh phúc khi thử váy cưới. Tuy nhiên, so với trước đây, hiện nay kết hôn muộn đã trở thành xu hướng ở giới trẻ. Do xã hội ngày càng phát triển, trình độ giáo dục của người dân cũng được nâng cao, khiến quan niệm về hôn nhân của người dân Đài Loan cũng đã có nhiều thay đổi. Độ tuổi kết hôn lần đầu ở giới trẻ cũng đã tăng lên. Theo thống kê của Bộ Nội chính, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình tại Đài Loan là 31,7 tuổi, lập mức kỷ lục cao mới. Theo đó, nam giới là 32,6, nữ giới là 30,7 tuổi. Cả 6 thành phố lớn đều ghi nhận xu hướng kết hôn muộn, trong đó rõ rệt nhất là Đài Bắc. Độ tuổi kết hôn trung bình là 33,2 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này hiện rất nhiều. Trong số đó, theo nhiều người, kinh tế là nhân tố chính khiến mọi người cân nhắc khi quyết định kết hôn. Kinh tế phương diện, vì hiện nay hoa phí rất nhiều, và nuôi con cái hoa phí càng cao. Đào Viên tuy là thành phố có độ tuổi kết hôn trẻ nhất nhưng cũng ghi nhận tình trạng kết hôn và sinh con muộn. Hiện cùng với Tân Trúc là hai thành phố duy nhất có trợ cấp trữ đông trứng. Cục Y tế cho biết đối tượng nhận trợ cấp trữ đông trứng là nữ giới có độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi và có hộ tịch tại Đào Viên. Năm thứ nhất có thể xin mức trợ cấp trữ đông và bảo quản trứng là 10.000 Đài tệ. Sang năm thứ hai và thứ ba mỗi năm là 6.000 Đài tệ. Tổng mức trợ cấp cao nhất là 22.000 Đài tệ. Cùng với tình hình căng thẳng leo thang giữa hai bờ eo biển, từ 24 đến 27 tháng 7 tuần sau, cuộc tập trận Vạn An năm nay sẽ lần lượt được tổ chức tại 4 khu vực trên toàn Đài Loan. Từ thứ hai tuần sau, tập trận sẽ diễn ra từ phía Bắc. Vào lúc 1 giờ 30 chiều cùng ngày, còi báo động tập trận sẽ vang lên và cảnh báo về mối đe dọa trên không sẽ được gửi bằng tin nhắn qua điện thoại di động. Người dân không nên quá lo lắng khi nhận được tin nhắn. Cuộc tập trận năm nay sẽ tiến hành theo thứ tự khu vực Bắc, Nam, Đông, các đảo nhỏ và Trung Bộ, sẽ bắt đầu ở phía Bắc từ ngày 24 tháng 7. Sau khi báo động được phát đi vào 1 giờ 30 chiều, các biện pháp quản chế sẽ được thực thi đối với mọi người và các phương tiện giao thông. Đồng thời, người dân cần tiến hành sơ tán. Trong thời gian diễn tập, mặc dù hệ thống tàu điện ngầm, tàu hỏa và tàu cao tốc vẫn hoạt động bình thường, nhưng sau khi hành khách rời ga cũng vẫn phải tuân theo hướng dẫn của nhân viên để diễn tập sơ tán. Nếu vi phạm thì mức phạt cao nhất sẽ lên đến 150.000 Đài tệ. Vừa rồi là bản tin tiếng Việt của Đài truyền hình PTS Đài Loan. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.